tôi lấy từ chủ tịch để tặng, tại vì tôi nghĩ là chủ tịch tặng mà sao mình không lấy ạ. Và tôi âm thầm từng bước, tôi dàn rất nhiều tầng một, quý vị anh chị ngửa đầu tôi sẽ mở kia ra thấy tôi rất nhiều tầng một. Và hôm nay tôi sẽ lấy rất nhiều thời gian anh chị, tôi xin lỗi nha, tại vì rất nhiều cảm xúc tôi muốn chia sẻ. Có một người đầu tôi mới nói với tôi là chị không bao giờ chị làm 2 sao được đâu, chị chỉ làm 2 sao thôi. Tôi không trả lời, nhưng tôi cảm ơn. Đó là động lực để tôi có được từng bước thang sự nghiệp của tôi. Tôi nói là người đời hiểu đời đấy đi. 2 nhánh không đủ thì tôi làm 10 nhánh tầng 1, 10, 3, 10, 30. Chia nhỏ của chương 3 đúng không ạ? Một nhánh 3.000. Nhưng mà tôi cảm ơn rất nhiều chủ tịch tập đoàn đã đưa cho tôi đó là cái chương trình thị trưởng đúng không ạ? Áp lực. Em biết rồi. Thì cái thị trưởng thì tôi nghĩ là 5 lần 4 20 là bình thường. Tôi đã 18.000 mấy trăm, 19.000 mấy trăm rồi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ không làm được 28.500. Và tôi âm thầm, tôi dàn dần rất nhiều. Và tôi nghĩ là tôi luôn nói với chị Hằng ở Phú Yên, tôi nói với bác sĩ Bích, tôi nói tất cả những tầng 1, những tầng 4, tầng 5 là các anh chị có hiểu cái được từ thị trưởng không ạ? Tại sao chủ tịch đưa cho mình một cái công cụ như vậy? Đó là tôi biết bán cách rồi promotion của chủ tịch, tôi quyện vào bán Lai Tây Bắc. Thì vừa rồi nhóm tụi tôi thì tôi trở xuống được 9 cái Lai Tây Bắc. Bây giờ các anh chị 9 lần 5 45 đúng không ạ? 4.5 4.5 thì là một nhánh đúng không ạ? Còn 4.5 20 dân của chương 4 đã ra rồi. Đó là một cái lòng mà tôi tưởng tượng tôi kinh khủng mà tôi không ăn được 7 ngày á, tại vì hàng nó không về rồi, nhập không được, hợp đồng không được. Tôi mới cầu lên cố vấn, trời ơi giúp em với chứ. Bây giờ em 20 cái đơn hàng không thanh toán được làm sao mà em đủ CV3 sao? Thì cố vấn đã hỗ trợ.